Xin chào thầy và các bạn, em tên là Sơn, mình đến từ lớp 45. Hôm nay em sẽ trình bày về chủ đề sỏi miệng. Hôm nay em sẽ trình bày 4 nội dung: thứ nhất là yếu tố nguy cơ, thứ hai là phân loại, ba là vấn đề quan tâm ở sỏi miệng và cuối cùng là điều trị. Yếu tố nguy cơ thì sẽ xem xét ở hai nhóm tuổi là từ 30 đến 50 tuổi, thì có 4 yếu tố nguy cơ. Nhất là béo phì, thứ hai là uống ít nước, bệnh nền và ngồi nhiều. Dưới 30 tuổi thì sẽ có 3 yếu tố nguy cơ là uống ít dưới 1 lít nước trên một ngày, ngồi nhiều trên 5 tiếng, bất thường về giải phẫu. Về phân loại thì sẽ có phân loại theo hai cách. Thứ nhất là theo thành phần hóa học là có sỏi canxi, sỏi axit uric, sỏi tropic và sỏi cystine. Về theo vị trí là sỏi đường tiết niệu trên là có sỏi hậu và sỏi nội quản, sỏi đường tiết niệu dưới là có sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo. Về phân loại sỏi xác định phương pháp điều trị và phòng ngừa bệnh hiệu quả. Về vấn đề quan tâm của sỏi niệu là có ba vấn đề: thứ nhất là về kích thước viên sỏi, thứ hai là vị trí, ba là hao fill. Nếu mà hao fill lớn hơn 1.000 thì không thể tán sỏi vào cơ thể được. Về điều trị thì có điều trị nội khoa và ngoại khoa. Ở đây em sẽ trình bày về điều trị ngoại khoa có 5 phương pháp điều trị. Thứ nhất là tán sỏi ngoài cơ thể, tán sỏi qua da, tán sỏi qua nội soi niệu quản một vòng, phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi và cuối cùng là phẫu thuật mở lấy sỏi. Và trình bày của em đến đây là hết. Xin cảm